Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2019, đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình phỏng vấn tìm hiểu về y tế cộng đồng. Phần 2, phóng sự khai thuế miễn phí. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về bệnh lao phổi do Lan Phương và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, vào trưa thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2019, tại Trung tâm Y tế quận Fairfax, có một buổi họp báo dành riêng cho các cơ quan truyền thông thuộc các cộng đồng thiểu số. Nội dung buổi họp nhằm mục đích phổ biến những tin tức mới nhất về bệnh lao phổi. Vắc-xin bệnh lao phổi sẽ không bảo vệ được quý vị mãi mãi. Quý vị vẫn có nguy cơ mắc bệnh lao. Do đó, nếu quý vị đã tiêm vắc-xin và hiện có những triệu chứng này đã đến lúc gặp bác sĩ hãy tự hỏi mình quý vị có bị ho dai dẳng mãi không hết đây là dấu hiệu thường đầu tiên của bệnh lao quý vị bị sụt cân quý vị có bị đổ mồ hôi đêm quý vị có luôn thấy mệt mỏi nếu có hãy gọi bác sĩ của quý vị hoặc sở y tế địa phương bệnh lao có thể được điều trị và chữa khỏi tìm hiểu thêm về bệnh lao tại fairfaxcounty.gov health hoặc bằng cách gọi 703 246 2411. Được biết bệnh lao phổi chia làm hai thể chính là lao phổi và lao ngoài phổi. Lao phổi chiếm 80% các trường hợp mắc lao. Đó là những bệnh nhân khi xét nghiệm đờm có vi khuẩn lao là nguồn lây truyền bệnh cho người sống xung quanh. Bệnh lao ngoài phổi gồm có nhiều loại như lao hạch bạch huyết, lao màng phổi, lao màng não, lao màng bụng, lao ruột, lao xương khớp, lao hệ sinh dục, tiết niệu. Bệnh lao ngoài phổi không có nguy cơ lây bệnh cho người khác. Bệnh lao được coi là bệnh xã hội nên được điều trị miễn phí ở khắp nơi các bệnh viện chuyên khoa và sở y tế cộng đồng. Nguyên nhân gây bệnh lao Vi khuẩn MTB được coi là nguyên nhân chính gây ra bệnh lao phổi và lan truyền từ người này sang người khác qua đường hô hấp bệnh không có tính di truyền như nhiều người lầm tưởng môi trường không khí ô nhiễm có nhiều khói bụi ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lao phát triển và gây bệnh tiếp xúc với người mắc bệnh lao hoặc các loại chất thải chứa vi khuẩn lao có thể bị lây nhiễm bệnh Ngoài ra, việc sử dụng các loại thực phẩm chứa vi khuẩn lao, ăn vật nuôi nhiễm lao cũng có thể khiến chúng ta bị nhiễm lao. Triệu chứng của lao phổi Ho là triệu chứng nhiều bệnh phổi, nhưng nếu bệnh nhân ho trên 3 tuần không phải do viêm phổi. Viêm phế quản, giảm phế quản, ung thư phổi mà dùng thuốc kháng sinh không khỏi thì phải nghĩ tới bệnh lao. Đặc biệt, nếu có triệu chứng ho ra máu, cần đi kiểm tra ngay vì nó có thể là biểu hiện của nhiều loại bệnh như các bệnh phổi phế quản viêm phổi viêm phế quản áp xe phổi ung thư phổi phế quản đến các bên ngoài hô hấp như bệnh tim suy tim tăng huyết áp bệnh toàn thân rối loạn đông máu chảy máu thiếu hụt vitamin c đau ngực khó thở là triệu chứng dễ nhận thấy của bệnh lao phổi không chỉ thế người bệnh có thể sụt cân gầy gò ốm yếu sốt là triệu chứng thường gặp của người lao phổi có thể là sốt cao bất thường nhưng đa số là sốt nhẹ về chiều nếu bị sốt kèm theo các triệu chứng như ho khạc đờm ho ra máu cần đến khám xét nghiệm lao phổi càng sớm càng tốt ra mồ hôi về ban đêm là một dấu hiệu của bệnh lao phổi dễ nhận thấy nhất Ngoài ra, người bệnh lao có biểu hiện chán ăn, mệt, mệt. Một số biến chứng của bệnh lao phổi nếu không điều trị kịp thời. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh lao phổi có thể gây ra một số biến chứng nặng như tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, ho ra máu. Những biến chứng này khiến cho quá trình điều trị lao phổi trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, sau khi chữa bệnh lao phổi vẫn có thể để lại một số di chứng như phế quản, si hô hấp tràn nấm phổi. Yes, could you um, tell me the difference between the skin test and then the uh, the blood test? Right. So there are several ways to um, test individuals if for TB infection. Um, one of them traditionally is a TB skin test. That's where a little bit of um, uh, uh, Bit of fluid is uh, injected underneath the surface of the skin, uh, then that is measured after a couple of days to see if there's a reaction. And many people are familiar with this test, it's been around for a long time. Um, uh, um, one of the concerns about that test is that um, that test can give some reaction with the BCG vaccine. And so, here at the health department, we've gone to move toward using a different test, which is a blood test. In um, that way, that blood is drawn and then that's sent to the lab for testing. And that test is not positive due to BCG effect. So that's one reason why we've gone, and that's the primary test that we use. We still use uh, the TB skin test in children under age two, um, but for the rest of um, our patient population, we recommend um, the blood test, which there are several available. Um, the one we use is called the Quantiferon, um, and um, it fortunately is not influenced by BCG. And in that way, um, we can eliminate BCG effect, and then um, we can um, then only be treating people who genuinely are infected with the TB bacteria, and, um, and then people can know if they're being recommended medicine to take that it's because their test is positive for TB infection. And that's not falsely positive due to having had the BCG vaccine thank you dr drino and then um, i have one more question regarding uh, costs of uh, the treatment um, do you have any information on that well treatment for um, active tb infection is free for all fairfax county residents um, treatment uh, for latent tb infection is also free um, what um, is not free is uh, the testing itself. So if someone has been tested at their doctor's office, they can bring that um, positive test in and uh, receive a chest x-ray, uh, then medication, if they choose to take medication. So we would encourage people um, to be tested where um, it's most convenient for them and, and able to do that. We do offer um, the quantifier and blood test here at the health department. It is less expensive than you would do if you were paying cash at a, um, a lab um, uh, but um, they can also that test is also readily available through primary care doctors so if you want to see your primary care doctor you could um, do that um, but yeah um, currently the treatment for latent tb infection and active tb infection is free for fairfax county residents Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống khi đến các trung tâm khai thuế xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung giấy tờ tùy thân có hình thẻ an sinh xã hội hoặc số itin tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng các giấy tờ biên lai like có chi phí cho các người phụ thuộc tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà, bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center, một 7611, Little Riverton Pike, phòng 330, Annadel, Virginia 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày thứ tư và thứ năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngoài ra còn có trung tâm khác trong vùng Kingtown Library, South County Center Alexandria, Enterprise Development Group Arlington, Chantilly Library, Homestretch, Thomas Library Fort Church, Neighborhood Resource Center Herndon, Lorton Community Action Center Fairfax Guild Sword Center, Reston, Richard Bird Library, Springfield, Prince William Palazzo Office and Skill Sword Center, Woodbridge. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703 533 5471.